Chiều nay, Hội Văn học Nghệ thuật Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức họp đánh giá chất lượng nghệ thuật các tác phẩm tham dự triển lãm Mỹ thuật khu vực 7 Đông Nam Bộ lần thứ 29 năm 2024, định hướng sáng tác mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ trong thời gian tới. Triển lãm Mỹ thuật khu vực 7 Đông Nam Bộ lần thứ 29 năm 2024 do tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 năm 2024 tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương với sự tham gia của các nghệ sĩ tạo hình thuộc chín tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Ninh Thuận, Đắk Nông và Bình Dương trưng bày 205 tác phẩm của 172 tác giả. Triển lãm nhằm mục đích phát huy tính sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, hội viên, cộng tác viên chuyên ngành mỹ thuật, tạo điều kiện cho hoạt động mỹ thuật phát triển. Thông qua tác phẩm mỹ thuật phản ánh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, những thành tựu kinh tế xã hội của quê hương đất nước đẩy mạnh phong trào mỹ thuật tại khu vực đông nam bộ phát hiện những nhân tố mới để phát triển lực lượng mỹ thuật tại các tỉnh thành phố trong khu vực tạo điều kiện giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đặc sắc nhất của các họa sĩ nhà điêu khắc trong khu vực đến với công chúng quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước con người góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh bình dương nói riêng và khu vực đông nam bộ nói chung